Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa luôn đồng hành để dẫn dắt nhân loại đến với hồng ân đức tin. Chúng ta tha thiết xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt và kiện cường lòng tin còn mỏng giòn, còn yếu đuối của chúng ta, để chúng ta luôn tin tưởng rằng chúng ta luôn được Thiên Chúa thương xót, luôn được Thiên Chúa mong muốn cho tất cả và từng người chúng ta được hưởng ơn cứu độ Chúa ban. Chúng ta cũng khẩn xin Thánh Giuse, đấng bảo trợ và gìn giữ gia đình của Chúa, bảo trợ những vụ khó khăn trong thời buổi dịch bệnh và nhiều khủng hoảng này. Xin Người cũng đồng hành và cầu bầu cho chúng ta trước nhan Chúa, để chúng ta được an ủi, để chúng ta được tin tưởng và vững vàng phục vụ cho kế hoạch cứu độ mà Chúa muốn. Trong thánh lễ này, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse là thân phụ của Bác Đặng, kỷ niệm 54 năm ngày giỗ. Xin cho ông được hưởng lòng thương xót của Chúa như tất cả chúng ta mong muốn. Chúng ta cùng thành tâm nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúa ở cùng anh em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra, ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay, vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong văn hóa ẩm thực của Bắc Bộ, người ta có lưu truyền câu ca dao nói lên cái điệu sành ăn của người Hà Nội. Chưa la húng láng, nem báng tương bật, nước mắm Vạn Vân, cá rô đầm xét. Những cái làng gọi là làng vệ tinh chung quanh Hà Nội chuyên dụng sản xuất những cái thứ ngon cho người Hà Nội ăn. Nhưng mà với cái tốc độ đô thị hóa thì bây giờ những cái làng đó hết đất để canh tác. Cách đây 10 năm, cái làng Láng là cái làng trồng húng nổi tiếng bị giải tỏa để nhường cho đô thị mới. Những người sành ăn bảo là thế này, từ nay trở đi mình không còn cơ hội ăn những ngọn húng nó đẫm tinh dầu, nó quyện vào đầu lưỡi. Người ta mới tả lại là cái cách người làng Láng trồng húng là đất phải cào, phải bừa, nó tơi xốp, mà không tơi nhưng mà không được mịn quá, nó sẽ bó lại cái rễ của cây, không cho cây phát triển. Tơi nhưng mà phải xốp, rồi phân cho thương kỳ, chứ không phải là cứ trồng xuống rồi khai thác để trồng tiếp. Đó là hàng công nghiệp thì phải trả giá thôi.
Muốn được ăn ngon thì phải canh tác, còn muốn ăn sẵn thì là hàng công nghiệp, ăn những cái ngọn rau thơm nó vô vị. Trong miền Trung thì có tỏi Lý Sơn. Cũng không phải là người ta trồng ở Lý Sơn là được tỏi Lý Sơn, mà những cái người trồng tỏi đó xong một mùa phải cào cái lớp đất mặt đi, đổ đi ra ngoài biển 1-2 hải lý, hải lý mà 1 cây số 8 thì khoảng là từ 3 đến 4 cây số, để cào những cái lặn xuống khoảng 50-70 mét nước xuống đáy, cào từng xô từng cái thúng cát mang về rải trên vườn, thì tỏi năm sau nó mới thơm, nó mới đúng là hiệu tỏi Lý Sơn. Và có lẽ là Á Đông và phương Tây giống nhau ở cái chỗ khái niệm, phương Tây gọi là agriculture, văn hóa từ người làm nông. Á Đông chúng ta là dạy con uốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn ấu thơ. Các bài lời Chúa cho chúng ta thấy Chúa không ngừng chăm sóc, huấn luyện, giáo dục và đào tạo dân Chúa cho có một đức tin dày dặn như ngày hôm nay. Từ những kẻ mông muội hay eo xèo, mè nheo hay ngông cuồng vọng động, mỗi khi không đáp ứng được cái yếu tố, yêu nhu cầu của mình là phản đối, là làm nũng, là lấy đá chọi ông Mô-xê. Ngày hôm nay, ngày hôm qua họ mới thoát được biển đỏ, thoát được sự truy sát của người Ai Cập, nhưng hôm nay đói ăn, họ thèm củ hành củ tỏi bên Ai Cập, họ lại nhớ về Ai Cập và họ lấy đá rượt ông Mô-xê để chọi cho báo tức. Mô-xê lại phải chạy đến để cầu khẩn, để xin Chúa giải tỏa cái sự thèm khát của họ, và Chúa đã đáp ứng. Từng bước một, Chúa uốn nắn, Chúa huấn luyện những kẻ bất chấp luật lệ và tháo thứ, ngông cuồng như thế, thành những kẻ dần dần biết luật pháp và nhìn nhận quyền năng của Thiên Chúa. Chắc chắn rằng khi còn nhỏ, Chúa Giêsu đã từng theo Thánh Giuse và mẹ Maria ra cánh đồng của gia đình để trồng tỉa, cho nên Ngài cũng hay lấy những cái ví dụ về trồng trọt. Có trồng tỉa, có cày sâu cuốc bẫm, vất vả để có cái ăn, mới trân quý cái sản nghiệp mình làm ra, cái đồ xin sẵn hay là mua ở đâu đó mang về, nó không có gắn bó với tình cảm mình của mình. Cho nên thôi mày chết kệ mày, tao kiếm cây khác, hay là tao có tiền tao mua cái gạo khác về tao ăn, tại tao không vất vả tao trồng. Còn ở đây Chúa trồng tỉa, cho nên đất đai phải thuần hóa từng ngày, chứ không để tự nhiên. Để tự nhiên thì nó thoái hóa, tháo thứ thì nó thoái hóa. Cho nên đức tin không ngừng phải được củng cố, phải được sửa trị. Lời Chúa tiếp tục gieo vào lòng đất, nhưng thửa đất này được ân sủng của Thiên Chúa, được tình thương của Thiên Chúa tắm tưới từ hàng ngàn năm. Chúa không ngừng gửi đến những ngôn sứ, những người giáo dục cần thiết để cho dân Chúa được phát triển đức tin toàn vẹn như Chúa muốn. Và cái đích cuối cùng là Chúa muốn nó phải sinh hoa kết quả. Dĩ nhiên tùy theo khả năng của từng vùng đất, từng người, những cái hoa trái trổ sinh cho Chúa không giống nhau, nhưng cái mục tiêu cuối cùng đó là Chúa muốn nhìn thấy kết quả trong đời sống đức tin của chúng ta. Đó chính là mùa màng mà chúng ta cần có để dâng lại cho Chúa. Thì trong niềm tri ân tín thác và ý thức được sự yếu đuối bất toàn của chúng ta còn có những vị tiền bối, các thánh nhân, những người đi trước chúng ta, thần cầu chúng ta mà kề cận với chúng ta. Ngày hôm nay đó là Thánh Giuse. Ngài không có may mắn được được nói một lời nào, thư một lời nào,
nhưng Ngài lại rất trung thành, chỉ gặp gỡ ý của Thiên Chúa qua thị kiến, nhưng Ngài đã tận tụy và nỗ lực hết mình để cho công trình của Thiên Chúa được hoàn thiện như Chúa muốn. Chúng ta cũng xin Ngài khẩn cầu cùng Chúa cho chúng ta. Trước nhan Chúa, Ngài cũng đã từng là một người phải trốn thoát khỏi sự khủng bố. Chúng ta là người lưu vong, là người di dân. Chúng ta cũng cầu xin Thánh Nhân bảo trợ cho những người di dân về kinh tế, về chính trị, những người gặp khủng hoảng trong đời sống, trong ơn gọi, được vững vàng. Đặc biệt là chúng ta ơn gọi là tiếng Việt chỉ là tu sĩ, người sửa mình liên tục, cho chúng ta mảnh đất tâm hồn của chúng ta nó trổ sinh hoa trái tốt đẹp nhất như Chúa muốn, theo gương của Thánh Giuse. Ngài không ngừng để cho ý chí của mình, cho việc làm của mình theo như ý muốn của Thiên Chúa, và đích cuối cùng đó là cho bảo toàn công trình cứu độ mà Chúa đã ký thác nơi chính Ngài. Xin Thánh Giuse tiếp tục đồng hành và khẩn cầu cho chúng ta.